Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sau 7 ngày thực thi lệnh ngừng bắn ở Gaza, tiếng máy bay không người lái đã xuất hiện trở lại trên bầu trời miền nam giải đất này. Đồng thời, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã nối lại chiến dịch quân sự trên giải Gaza. Các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện loạt vụ không kích và bắn đạn pháo vào một số địa điểm ở thành phố Gaza. Trong thông báo, IDF cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn và bắn rocket về phía lãnh thổ Israel. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi IDF cho biết đã đánh chặn một rocket bắn từ phía giải Gaza. Thông báo nối lại chiến dịch quân sự của Israel xóa tan mọi hy vọng lệnh ngừng bắn giữa nước này và phong trào Hamas, kiểm soát giải Gaza sẽ tiếp tục được gia hạn. Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa Israel, Hamas và Mỹ, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian chính. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho đến nay đã chứng kiến 105 thường dân được thả khỏi Gaza, gồm 81 người Israel, 23 người Thái Lan và 1 người Philippines. Israel ước tính có khoảng 137 con tin hiện còn đang bị giam giữ ở Gaza và khẳng định Hamas phải thả tất cả các con tin dân sự là phụ nữ và trẻ em còn lại trước khi thỏa thuận bổ sung được xem xét. Thỏa thuận ngừng bắn quy định rằng tối thiểu 10 con tin Israel phải được thả mỗi ngày. Thỏa thuận này hết hạn vào lúc 5 giờ ngày 1 tháng 12 giờ địa phương. Trong ngày 30 tháng 11, ngày thứ Bảy ngừng bắn ở Gaza, 8 con tin Israel đã được thả khỏi nơi giam giữ của Hamas. Có 2 phụ nữ được trả tự do vào cuối buổi chiều ngày 30 tháng 11, trong khi 6 người khác trở về Israel ngay trước nửa đêm cùng ngày. Sự chậm trễ trong việc thả 6 người một lần nữa khiến gia đình họ phải chờ đợi căng thẳng. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này coi 2 phụ nữ gốc Nga Israel được thả ngày 29 tháng 11, ngoài 10 người được yêu cầu là một phần của nhóm con tin được phóng thích trong ngày 30 tháng 11. Do đó, số lượng con tin được thả trong ngày 30 tháng 11 là 10. Trước khi có được 7 ngày bình yên, Gaza đã trải qua hơn một tháng bị Israel tàn phá để truy quét các thành viên Hamas. Phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 18 tháng 11 cho biết quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công bộ binh vào giải Gaza. Ông Gallant nêu rõ, lực lượng phòng vệ IDF vẫn đang ở phía Tây nhưng cũng đang chuyển động dần sang phía Đông. Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn. Trong khi giới chỉ huy thì bị thương, còn hàng nghìn chiến binh đã bị tiêu diệt. Chúng ta không ngần ngại thực hiện bất cứ hành động nào. Sự hiện diện của Hamas đang ngày càng giảm đi. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ truy quét tất cả những thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài giải Gaza. Trong các cuộc tấn công ồ ạt của Israel, điều làm dư luận thế giới quan tâm và lo ngại nhất là việc Israel nhắm vào các bệnh viện ở Gaza làm mục tiêu. Sáng ngày 15 tháng 11, các binh sĩ Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa ở Gaza để truy tìm lực lượng vũ trang Hamas. Chiến dịch này được triển khai dựa trên nguồn thông tin tình báo và theo tình hình chiến sự. Lực lượng phòng vệ Israel IDF, hành động này không nhằm mục đích gây hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân tại bệnh viện. Trước khi tiến hành hoạt động, đã có nỗ lực sơ tán người bệnh và người dân vô gia cư khỏi Al-Shifa. IDF cho biết đã mở một lối đi đặc biệt và thông báo trước cho ban quản lý bệnh viện về thời gian IDF tiến vào khu bệnh viện này. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, các lồng ấp, thiết bị y tế và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em sẽ được chuyển đến bệnh viện. Cũng theo IDF, quân đội Israel đã cung cấp 300 lít nhiên liệu cho bệnh viện Al-Shifa vào ngày 12 tháng 11, nhưng Hamas đã ngăn cơ sở chăm sóc sức khỏe này tiếp nhận. Sau khi tiến hành các trận giao tranh trên đường phố với các tay súng Hamas, quân của Israel đã bao vây Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, nơi điều trị hơn 650 bệnh nhân và che chở 7.000 người ở Gaza mất nhà cửa. Bệnh viện Al-Shifa bị tình nghi là cứ địa quan trọng của Hamas, thậm chí có thể là nơi giam giữ một số con tin trong các đường hầm sâu dưới nền bệnh viện này. Nơi đây còn khoảng 2.500 bệnh nhân và dân thường Palestine đang mắc kẹt bên trong. Sau khi tòa nhà có khu lồng ấp dành cho trẻ sinh non tại bệnh viện này bị đánh bom, các nhân viên y tế buộc phải đưa toàn bộ trẻ cần chăm sóc đặc biệt ra giường thường, sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để sưởi ấm. Ghassan Abu Sita, một bác sĩ phẫu thuật người Anh gốc Palestine làm việc tại bệnh viện Al-Ahli phía bắc giải Gaza cho biết, hồi giữa tháng 11, những chiếc drone này bay rất thấp, hoạt động ở bên ngoài khuôn viên bệnh viện với chức năng như một chiếc máy bay bắn tỉa. Bác sĩ Sita nói, nhiều người bị thương nhập viện điều trị kể lại rằng máy bay đã bắn vào người dân trên đường phố, nằm cách bệnh viện Al-Shifa hơn 3 km. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo an toàn cho các bệnh viện ở giải Gaza, nhất là Al-Shifa. Nguồn cơn xung đột Israel-Hamas bùng nổ bắt nguồn từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7 tháng 10.
Theo số liệu chính quyền Israel đã công bố, đã có khoảng 9.500 quả tên lửa, rocket và hàng chục máy bay không người lái được phóng về phía Israel từ dải Gaza, Liban, Syria và Yemen. Hệ thống phòng không của Israel đã thực hiện hàng nghìn vụ đánh chặn thành công ở mọi cấp độ phòng thủ, từ khu vực núi Dof ở miền Bắc tới Biển Đỏ ở miền Nam. Cùng thời gian này, quân đội cũng đang chuẩn bị cho các kịch bản cực đoan hơn như khả năng mở thêm chiến trường hoặc khu vực xung đột mới. Lần đầu tiên, các hệ thống phòng không đa tầng của Israel như Drone Dome, David Sling, Diamond và Arrow 3 đã phải hoạt động liên tục. Theo số liệu của người phát ngôn quân đội Israel IDF, trong vòng 4 giờ đầu tiên của cuộc chiến, khoảng 3.000 quả tên lửa và rocket đã được phóng thẳng vào lãnh thổ quốc gia Do Thái. Trong khi cuộc chiến tranh Liban kéo dài 34 ngày hồi năm 2006, thì có 4.400 quả rocket được phóng đi và trong chiến dịch bảo vệ đường biên giới kéo dài 51 ngày năm 2014, có khoảng 4.500 quả rocket. Theo UN News, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề người Palestine, ông Dennis Francis đã hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia tăng quyết tâm tập thể để chấm dứt khủng hoảng tại dải Gaza. Ông Dennis Francis, an ninh và ổn định bền vững. Theo ông Dennis Francis, an ninh và ổn định bền vững tại Trung Đông chỉ có thể đạt được nếu có một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện. Cách thức duy nhất để dập tắt vòng xoáy xung đột, bạo lực và tổn thất với cả người Israel và Palestine là giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Dennis Francis đánh giá tích cực về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza, cho rằng đây là bước đột phá để hướng tới hy vọng nhưng chưa đủ. Ông khẳng định, tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn để lương thực, nước uống và trợ giúp y tế khẩn cấp có thể đến được những người đang có nhu cầu ở Gaza và các khu vực bị ảnh hưởng. Theo ông Dennis Francis, mọi con tin bị bắt giữ cần được đối xử nhân đạo và phóng thích tức thời, vô điều kiện. Hành lang vận chuyển hàng nhân đạo phải được mở thông suốt, an toàn, đơn giản hóa việc vận chuyển ra vào dải Gaza. Trong tuyên bố được đưa ra nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine 29 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn, cho phép hàng viện trợ thiết yếu được vào Gaza không hạn chế và phóng thích mọi con tin, chấm dứt việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cần theo đuổi con đường quyết tâm, không thể đảo ngược hướng tới giải pháp hai nhà nước. Lộ trình này phải dựa trên các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, với việc người Israel và Palestine chung sống hòa bình, an ninh với Jerusalem là thủ đô của cả hai nước. Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cũng ra tuyên bố chung kêu gọi tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza để tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện trả tự do cho tất cả con tin. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.